Có những thứ mà ngay cả những nhà sản xuất cũng không phát hiện ra các bạn. Thì nhờ mình mới nghĩ ra được cái phương pháp này rất hay. Mà mình nghĩ những người đàn ông sờ vỡ có thể rất thích cái này nha. Đây là cái cưa cắt cành trên cao của kinh lu mà mình mới mua về để test và phát hiện được cái tính năng này rất hay nha. Cây này không chỉ là mình việc bấm và mở cái lưỡi cưa hoặc như là tháo ra gắn vào trên dài thế này các bạn. Đây, cái cây nằm ở trên cao nó một cái cành khô rồi nha. Và đây là cây bằng Nhật, cái bằng Thái các bạn. Mình sẽ cắt cái cành khô này đi nha. Xem mấy giây thì nó sẽ gãy được các bạn nha. Đây các bạn thấy là mình cắt cái cành trên cao khoảng tầm 5 mét các bạn nha. Và cành này khá là to nha các bạn nha. Cây này mình sẽ dùng để cắt cây hoặc là cắt cành cà phê ok nha. Ok, như vậy là xong. Đây các bạn thấy cái vết cắt này nó sắc ngọt luôn nha. Đó, sắc ngọt rất đẹp nha các bạn nha. Tính năng chủ yếu của cây cưa này á, là cắt cành trên cao. Nó tiện lợi về gì hạ dàng hơn. Nhưng mà mình phát hiện cái điểm này mới là điểm hay các bạn nha. Nó nằm ở trên điểm này này. Nó nằm ở đây nha. Rồi, mình sẽ gập lưỡi cưa lại và chia sẻ với bạn luôn nha. Cái lưỡi cưa này làm bằng sắt SK5 của Nhật Bản nha các bạn. Nó rất là cứng nha. Mình có thể uốn cong thoải mái luôn mà thả nó vẫn thẳng nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái ốc này ra. Cái điểm hay nằm ở đây các bạn này. Đó, mở ốc này ra nha. Rồi ok. Tháo ốc ra. Rồi. Rút này ra. Bên trong cây cưa cắt cành trên cao này nó là bằng ống nhôm các bạn và nó rộng bên trong nha. Cho nên cái mình phát hiện cái điểm này rất hay. Đó là ai mà sờ vỡ này kia có thể dùng cái số tiền này này. Mình sẽ cuộn lại. Cuộn lại và cách này cất được rất nhiều nha các bạn nha. Cất được rất nhiều luôn. Đây mình cuộn lại cái này. Đó. Thì tiền nó sẽ giữ ở trong này các bạn. Nó không có kêu đâu nha. Nó không có kêu đâu. Đó, mình kiếm cái cây nào mình đẩy vào. Đó. Đẩy vào. Và như vậy mình sẽ gắn lại được bình thường này. Gắn cái cưa lại được bình thường nha các bạn nha. Đó, bắn lại dễ dàng. Như vậy là mình ráp thế này không ai phát hiện là bên trong có tiền các bạn. Gõ không nghe tiếng kêu đâu nha. Còn nếu như muốn lấy tiền ra thì mình chỉ tháo ra. Mình chỉ việc dồn lên cây gỗ thế này thôi các bạn. Đây. Một xíu thì tiền nó sẽ tuột tới đây này. Rồi mình như vậy là mình sẽ thề tò tay ra và lấy lại dễ dàng nha các bạn nha. Đấy. Và cứ thế cứ thể dồn lên sẽ xuống tiếp nhiều nha. Như vậy cái cưa cắt cành trên cao của kinh lu này, ngoài việc có thể cắt ở cành trên cao dễ dàng, nhẹ nhàng, đi lại gọn gàng nha, mà còn có thể giấu được tiền ở trong này. Cách này rất hay nha. Mình sẽ giúp mình, nó sẽ giúp mình cất tiền được dễ dàng mà không sợ bị phát hiện các bạn nha. Đôi khi đi làm á, bỏ trong ví trong bóp dễ rơi rớt mất tiền thì mình có thể giấu trong này. Rất là nhiều tiền các bạn nha. Đây cũng là một cách để tiết kiệm mà không cần phải mua heo đất. Các bạn muốn mua cái cưa này thì bấm vào link phần bình luận và mô tả để đặt hàng trên TikTok nha các bạn nha. Rồi, chào các bạn nha.